Sau 3 ngày Tết, khi tiệc xuân đã mãn, nhà nhà lại làm lễ hóa vàng để cảm tạ ông bà tổ tiên đã về ăn Tết với gia đình. Đây là một trong những nghi lễ không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Trong nhịp sống hiện đại, lễ hóa vàng cũng có ít nhiều thay đổi, nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống. Nhằm ngày mùng 4 Tết, gia đình anh Nguyễn Minh Lưỡng làm mâm cơm để hóa vàng theo phong tục truyền thống. Năm nay do dịch bệnh nên lễ hóa vàng không mở rộng, chỉ có con cháu trong nhà quây quần làm mâm cơm để thắp hương cảm tạ tổ tiên đã về ăn Tết với gia đình. Giao thừa thì mình phải thắp hương để đón các cụ về ăn Tết. Thế còn khi mà mình tổ chức nó hết Tết rồi thì nó tùy theo cái điều kiện thời gian của mỗi gia đình. Ví dụ nhà mình có thời gian có thể để mùng 4, mùng 5, mùng 6. Không có điều kiện thời gian thì có thể là mùng 2 thì mình cũng làm cái lễ hóa vàng, mâm cơm đầy đủ đồ ăn thức uống xong là tiễn các cụ đi thì là cũng là cái truyền thống từ trước đến nay. Cứ mỗi một năm thì là đến khi mà hết Tết rồi đấy, ai làm một cái mâm hóa vàng vàng đấy thì ngày hôm nay tất cả mọi người tập trung ở đây thì là gia đình rất là vui và phấn khởi. Tết thời hiện đại, thời Covid đã có nhiều điều thay đổi, giản đơn hơn, rút gọn hơn. Vậy nhưng lễ hóa vàng thì vẫn được mỗi gia đình gìn giữ. Đây cũng là dịp để mỗi nhà cầu tài cầu lộc về với gia đình, hy vọng một năm làm ăn thuận lợi, hanh thông. Thường thường hàng năm lễ hóa vàng thì chúng tôi cũng là báo cáo với các anh chị em bên trên, thế rồi là phổ biến cho các con các cháu làm nào mà giữ được cái thủ tục của các cụ từ trước đến nay. Đây nó cũng là một cái nét đẹp văn hóa. Và là cái quan trọng nhất là coi như là tưởng nhớ lại ông cha tổ tiên. Những bữa cơm hóa vàng ấm cúng sum vầy như thế này đã thành nét đẹp văn hóa mỗi độ Tết đến xuân về. Không lãng phí phô trương, không đốt nhiều vàng mã gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ gây hỏa hoạn. Cái quan trọng nhất chính là lòng thành của con cháu với ông bà tổ tiên. Những niềm vui, niềm tin trong năm mới sẽ giúp mỗi người có thêm động lực để bắt tay vào công việc lao động sản xuất sau những ngày ăn Tết.